Chào mừng các em học sinh khối 6 của trường Trung học cơ sở Nguyễn Khuyến. Hôm nay chúng ta sẽ làm quen với bộ môn tin học lớp 6. Sách giáo khoa chúng ta đang dùng ở đây là sách kết nối tri thức với cuộc sống. Chủ đề 1: Máy tính và cộng đồng. Bài số 1: Thông tin và dữ liệu. Trước hết, chúng ta sẽ có phần khởi động. Khi em sẽ trả lời cho cô câu hỏi sau. Trong cuộc sống hàng ngày, em nhìn thấy những gì xung quanh em? Khi em xem câu trả lời, em nhìn thấy những con số, dòng chữ, những hình ảnh trong sách. Ta nghe tiếng chim hót, tiếng xe cộ trên đường và nghe cả tiếng trống trường, vân vân, nhiều hơn thế nữa. Tiếp theo, tất cả những gì em thấy được bộ phận nào của chúng ta thu nhận? Những gì em thấy được bộ phận nào của chúng ta thu nhận? Câu trả lời là tất cả những gì em thấy được bộ phận các giác quan thu nhận và não xử lý. Các giác quan ở đây chẳng hạn như là mắt, là tai. Những gì các em thấy và nghe được thì cái nào gọi là thông tin, cái nào gọi là dữ liệu, chúng ta sẽ tìm hiểu nó trong bài học ngày hôm nay. Tiết 1, bài 1, thông tin và dữ liệu. Bài học này chúng ta sẽ chia ra học trong hai tiết. Tiết hôm nay chúng ta sang phần 1, thông tin và dữ liệu. Các em có thể lấy vở và sách ra, sách giáo khoa trang 5. Các em quan sát 3 hình ảnh, hình 1, hình 2 và hình 3. Ở hình 1 là một cột đèn giao thông. Các em biết rằng khi ra đường, nếu gặp đèn đỏ thì chúng ta phải dừng lại. Đèn vàng thì có thể đi chậm, còn đèn xanh thì các em tiếp tục đi. Ở hình thứ 2 là một bản tin dự báo thời tiết. Trong đó có ghi nhiệt độ của một số tỉnh, thành phố. Và ở hình thứ ba là có một tấm bảng ghi các cái số liệu, đó là 40, 35, rồi ghi hai dòng chữ là đảo cò và xuồng máy. Chúng ta sẽ có ba câu hỏi tương ứng với ba hình ảnh này. Câu số 1 dùng cho hình 1. Minh đã nhìn thấy những gì và biết được điều gì? Ở hình số 3 cũng vậy. Ở hình số 2, chúng ta có câu hỏi số 2 là bạn An xem dự báo thời tiết trên TV. Bạn An thấy những gì và biết được điều gì? Ở cả ba câu hỏi này, chúng ta thấy có hai ý mình cần phải trả lời. Ý thứ nhất là nhìn thấy điều gì từ các hình ảnh này. Và ý thứ hai là biết được điều gì. Với hình số 1, các em thử suy nghĩ coi bạn Minh đã nhìn thấy những gì và biết được điều gì. Ở đây, đèn xanh trước mặt bạn Minh đã bật sáng. Như vậy, Minh đã nhìn thấy đèn xanh và các xe chiều đèn đỏ thì dừng lại. Như vậy, Minh có thể qua được đường. Ở hình 2, bạn An đã nhìn thấy số hình ảnh. Các số ở đây là số 31 độ, 32 độ, 33 độ ở các tỉnh thành. Và hình ảnh ở đây có thể là thấy hình ảnh là mặt trời cũng rất là rực rỡ. Và An sẽ biết được ngày mai là trời nắng hay mưa. Ở hình 3, em cũng nhìn thấy là có chữ và con số. Chữ ở đây là đảo cò và xuồng máy. Và hai con số là 40.000 đồng và 35 phút. Như vậy, dựa vào cái bảng này, chúng ta biết đi đến địa điểm là đảo cò thì bằng phương tiện là xuồng máy. Và 40.000 đồng này chính là số tiền để đến được
để dùng phương tiện xuồng máy đi đến được đảo Cò. 35 phút là thời gian để đến đó. Vậy các yếu tố của hình 1, hình 2 và hình 3, yếu tố nào là dữ liệu, yếu tố nào là thông tin và cái nào là vật mang tin? Chúng ta sẽ trả lời. Các em có một cái dòng ghi ba cái khái niệm dữ liệu, thông tin và vật mang tin. Chúng ta sẽ dựa vào cái ba cái hình ảnh vừa rồi và câu trả lời để điền vào được đây. Đâu là dữ liệu, đâu là thông tin và đâu là vật mang tin. Câu số 1. Minh thấy đèn giao thông chuyển màu xanh. Đèn giao thông chuyển màu xanh thì đó chính là dữ liệu. Và qua cái dữ liệu đó, bạn Minh rút ra được là do đèn xanh đã bật sáng lên cho nên Minh biết để mà qua đường. Còn vật mang tin ở đây chính là cột đèn giao thông. Ở hình số 2 và các câu trả lời trong hình số 2, trong câu hỏi số 2 thì dữ liệu ở đây là các con số về nhiệt độ và hình ảnh là mặt trời và mây ở trên cái bảng đó trên TV. Và thông tin mà bạn An nhận được là dựa vào nhiệt độ và ánh sáng mặt trời tỏa ra, bạn An biết hôm nay trời nắng. Và vật mang tin ở đây chính là bản tin dự báo thời tiết. Với câu 3, dữ liệu chính là con số và hai dòng chữ trên đó. Đó là đảo Cò, là xuồng máy và số 40.000 và 35 phút. Như vậy thông tin mà em ghi nhận được là đi đến địa điểm du lịch đảo Cò thì bằng phương tiện là xuồng máy nè. Giá tiền để đi xuồng máy đến đó là 40.000 đồng và 35 phút là thời gian để đến được điểm du lịch đó. Và vật mang tin ở đây chính là tấm bảng ghi các số liệu trên. Như vậy, qua phần này, Ken đã nghe được các khái niệm về dữ liệu, thông tin và vật mang tin. Để trả lời được các câu hỏi, thông tin là gì, dữ liệu là gì, vật mang tin là gì và mối quan hệ giữa thông tin và dữ liệu, chúng ta sẽ làm tiếp cái bài tập sau đây. Chúng ta sẽ làm tiếp bài tập sau đây để trả lời cho cái câu hỏi thông tin là gì và dữ liệu là gì, vật mang tin là như thế nào. Em hãy ghép mỗi mục ở cột A với một mục phù hợp ở cột B. Cột A là chúng ta có ba cụm từ: thông tin, dữ liệu và vật mang tin. Ở cột B chúng ta có câu A, các số, văn bản, hình ảnh, âm thanh, vân vân. Câu B, những gì đem lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và về chính bản thân mình. C là vật chứa dữ liệu. Qua các kiến thức nãy giờ chúng ta thu nhận được, chúng ta biết rằng thông tin chính là những gì đem lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và chính bản thân mình. Nên chúng ta sẽ nối 1 với B. Các số, văn bản, hình ảnh, âm thanh, vân vân, đó chính là dữ liệu. Chúng ta sẽ nối 1, 2 với A. Còn vật mang tin chính là vật chứa dữ liệu. Chúng ta sẽ nối 1, 3 với C. Như vậy, với bài tập này đã học xong thì chúng ta sẽ trả lời được các khái niệm thông tin, dữ liệu và vật mang tin. Chúng ta ghi các cái khái niệm này vào vở và về nhà học thuộc. Thông tin là những gì đem lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và về chính bản thân mình. Thông tin được ghi lên vật mang thông tin trở thành dữ liệu. Còn dữ liệu đã được thể hiện dưới dạng những con số, văn bản, hình ảnh và âm thanh. Vật mang thông tin là phương tiện dùng để lưu trữ và truyền tải thông tin, ví dụ như
giấy viết, đĩa CD để nhớ, vân vân. Như vậy các em về nhà học thuộc cho cô ba cái khái niệm này, ba gạch đầu dòng là thông tin, dữ liệu và vật mang thông tin. Về mối quan hệ giữa thông tin và dữ liệu, vì dữ liệu đem lại thông tin nên đôi khi dữ liệu cũng được thay bằng thông tin. Chẳng hạn, vật chứa dữ liệu còn được gọi là vật mang tin. Một ví dụ khác, máy tính chỉ xử lý dữ liệu nhưng đôi khi người ta cũng nói là máy tính xử lý thông tin. Tuy vậy, thông tin và dữ liệu vẫn có những điểm khác nhau. Với các học sinh lớp 6, khi đọc dữ liệu trong bản tin dự báo thời tiết sẽ hiểu được thông tin hôm nay là trời nắng. Tuy nhiên, với một em bé 5 tuổi chưa đọc được bản tin dự báo thời tiết thì dữ liệu thời tiết chưa có nhiều ý nghĩa. Khi đó, với em bé, dữ liệu đã cho không đem lại thông tin. Vì vậy, thông tin là dữ liệu được xử lý để trở thành có ý nghĩa. Thông tin luôn phụ thuộc vào con người. Đó chính là cái mối quan hệ giữa thông tin và dữ liệu. Các em về xem thêm trong sách giáo khoa nhé. Chúng ta có một bài tập sau đây để củng cố cho hai khái niệm thông tin và dữ liệu. Mỗi dòng sau đây là thông tin hay dữ liệu. Dòng thứ nhất có ghi hai số, đó là 16. Và số thứ hai là 01234567 là một cái dãy số. Và dòng thứ hai là hãy gọi cho tôi lúc 16 giờ theo số điện thoại từ 0 cho đến 9. Như vậy, dòng nào là dữ liệu và dòng nào là thông tin? Chắc chắn em nào cũng sẽ trả lời được. Dòng thứ nhất chính là dữ liệu. Như vậy, 16 là dữ liệu và dãy số từ 0 đến 9 cũng là dữ liệu. Và từ cái dữ liệu đó chúng ta có cái thông tin sau. Hãy gọi cho tôi lúc 16 giờ theo số điện thoại từ 0 đến 9. Chính là thông tin. Các em sẽ sang phần luyện tập. Chúng ta có cái bài tập trong sách giáo khoa. Bản 1.1 là cho biết lượng mưa trung bình hàng tháng theo đơn vị là mm của hai năm 2017-2018 ở một số địa phương theo tổng cục thống kê. Bản 1.1 là lượng mưa trung bình hàng tháng từ tháng 1 cho đến tháng 12 của các thành phố Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và Vũng Tàu. Em hãy xem bản 1.1 và trả lời các câu hỏi sau. Câu A. Các con số trong bảng là thông tin hay dữ liệu? Các con số. Như vậy, dựa vào cái khái niệm dữ liệu, chúng ta biết ngay câu trả lời cho câu A, đó là dữ liệu. Câu B. Phát biểu tháng 6, Đà Nẵng ít mưa nhất so với các thành phố Hà Nội, Huế, Vũng Tàu là thông tin hay là dữ liệu? Các em biết trong tháng 6, Hà Nội lượng mưa trung bình là 200,7mm, Huế là 134,2mm, Đà Nẵng 92,2mm, Vũng Tàu 287,7mm. Như vậy rõ ràng, trong 4 con số này, thì 92,2 là nhỏ nhất. Như vậy thì Đà Nẵng có lượng mưa ít nhất so với các thành phố Hà Nội, Huế, Vũng Tàu trong tháng 6. Và câu phát biểu trên chính là thông tin. Câu C. Trả lời câu hỏi Huế ít mưa nhất vào tháng nào trong năm? Và câu trả lời trên là thông tin hay dữ liệu? Như vậy, từ các em sẽ trả lời được câu hỏi này. Thành phố Huế từ tháng 1 cho đến tháng 12 thì lượng mưa của tháng 3 34,1mm là thấp nhất. Nên chúng ta có câu trả lời là tháng 3 Huế ít mưa nhất. Và câu trả lời đó rõ ràng đó chính là thông tin. Câu D. Câu trả lời cho câu hỏi C có ảnh hưởng đến việc lựa chọn thời gian và địa điểm du lịch không?
theo các em thì có hay không? Chắc chắn là có rồi. Bởi vì dựa vào cái bảng số liệu này, chúng ta biết rằng thành phố Huế vào tháng 3 lượng mưa ít nhất, nên đó cũng là một lý do để chúng ta lựa chọn đến đó để du lịch. Và câu trả lời cho câu D chính là có. Như vậy các em đã học xong phần số 1 và một số bài tập để củng cố cho phần thông tin, dữ liệu và vật năng tin. Tới đây cô hướng dẫn các em về nhà. Phần thứ nhất, các em phải nắm được cho cô các khái niệm thông tin, dữ liệu, vật năng tin cho ví dụ minh họa. Mỗi em có thể cho cô một ví dụ, tự ghi vào trong vở, bài học luôn. Có thể là khác nhau. Và về nhà các em xem trước cho cô phần 2, tầm quan trọng của thông tin, tiếp sau chúng ta sẽ học. Bài hôm nay chúng ta đến đây là kết thúc. Chào và tạm biệt các em.